Giang thông tương kim cổ túc tròn đầy, vẹn đủ tinh hoa Bắc Nam nức tiếng gần xa. Nức tiếng gần xa Bắc Nam nức tiếng gần xa, tống triều Đại Việt ấy nhà thánh tiên danh, Huệ Túc lưu truyền vạn đại đức hoàng phi tứ hải truyền danh. Mãi mê sử xanh Đông A, thơm mãi sử xanh Ma hồng mê tài nữ hồng anh tuyệt vời. Danh Huệ Túc lưu truyền vạn đại đức nghi hoàng phi tứ hải nghi truyền danh Đông A thơm mãi sử danh Má hồng người tài nữ hùng anh tí nghe tuyệt vời. Long Vân ý nghi hội yến nghinh tiên thánh nghi trúc văn ca khai thình ý tích xưa nước ta thuở ấy bấy giờ quốc danh đại Việt ứng cơ ý nhà Trần Lý. Bên Bắc quốc y mặt chiều Nam Tống có gì thật Lương Đông ý nghĩ họ hoàng vợ chồng sinh được năm nam năm sau giày xe sinh nàng nữ nhi điểm mộng ý tử vi chiếu vận ý tân sửu niên 24 ý tháng 3 định sinh quy nữ cung nga mày loan mê nét ngọc xa ngà ý tốt sao ý
hoàng tiên sinh đi, dựa vào lá xôi xem cát hùng quý nữ ý nghĩ vẻ vang ắt dần ngoại xuất nam bang. Lại xem mi vận mệnh giang sàn ý nghĩ bất thường, vẻ nhan sắc ý tốt tươi ý mỹ lệ, nét công mi sung diện khí ý thanh tân vua phong huệ túc phu nhân, ái phi mê yêu sâu tấn tần phượng long ý. Tài hữu học ý lâu thông tam giáo, luận từ vi chính đạo ý nghĩ rõ thay, chi tầm bát tự liên cầu cung nghi bát quái to bệnh khát hùng ý nghĩ. Phi huệ túc ý tâu rằng ngọc bể trong mi hoàng thân như thế ý, chân tay tuy rằng nghiêm khích bằng này ngôi trời đã định xưa nay ý rõ ràng. Trong hoàng tộc ý các hàng vương tử làm lễ dâng nhang chúa bà Vì Đồng, làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ chi, dâng nhang miệng niệm từ bi miệng niệm từ bi, dâng nhang miệng niệm từ bi tam tòa tiên thánh
chứng tâm cho thanh đồng xưng nhang trước cửa công đồng. Khai quang song nhan thập kỳ diệu, quang minh chiếu đàn duyên ngã thích, tăng cung sàng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Tiếng hô sát thát dậy vang, quân nghi ta đại thắng về vang nghi uy thần vua càng phục y nga phu nhân ni huệ túc hưng đạo vương đúng mực hiền thân. Tần trung bảo quốc hộ dân bỏ qua hiềm khích hoàng thân thuở nào trải qua bao ác tà thọ lặn vua thái tông số tận minh quân công đức dày phu nhân huệ túc y công đức dày phu nhân huệ túc mi nghi đức tôn phong này xứng bậc y mẫu nghi nguyện vì xa tắc phù chi hình công lao trời biển y truyền vị danh y sành y hữu sinh y hữu tử y cơ tạo hóa hữu sinh hữu tử mãn hạn rời thánh nữ hồi thiên trần gian ghi nhớ lập đền ơn trên hiền hiền ý nghĩ dưới trên dành ý ngơ danh tâm thành cầu khấn ý ừ.
kẻ hiếu đạo tâm thành cầu khấn ni nghi sự tất thành. Sở nguyện y như tâm phụ đông nghi thiếp tính như thần. Có phèn bao mộng y mười phần tỏ y ngày độ dày, độ dày quốc thái. Ơn hà hải độ xây quốc thái nghi phủ dân an. Vạn đại trường niên nước Nam vững nghi tựa núi non. Chư ta trị bệnh y sâu son tần y phù độ cho khoa cử y. Học sĩ độ cho y khoa cơ trí thông minh đấy. Dạng tỏ y trắng trong ai cười số kiếp lòng đông. Thánh tiên phù hộ y thoát vòng hàn vì bất nghi. Ác ba y kẻ lỗi đạo bất nghi ác ba ý nghi ngài xa tay. Khai phá phổ minh dắt dịu cho bước đường lành. Cài tà quy chính nghi tu hành cần y chuyên y thánh tiên
ý cao cả ý. Công ơn đức thánh tiền cao cả ý thạch linh tư này. Ngự tòa ý uy nghiêm ni hương thơm bay tới thượng tiên. Khắp hòa nhân thế một niềm kính tin thiên niên. Thiên niên phạn cổ ý vẻ nhan sắc tốt tươi mỹ lệ nét công dung diện khí thanh thân vua phong huệ túc phu nhân ý nghĩ. Kính thành giải tỏ tâm thành tấu xin bốn chữ nghi thiên xuân thọ trường thánh giá hồi cùng